À, em xin chào tất cả mọi người nhé. Đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay em đang đi dưới vườn ngô. Em phát hiện một cái xác rắn khổng lồ. Vâng, đây này. Đây, xác rắn đạn đây này dài không nhỉ? Nhưng bác em quay cho bác xem. Đó, xác rắn khổng lồ luôn các bác. Một cái xác rắn khổng lồ. Ui, ôi, to chưa? Đây, bác nhìn nó lần từ đây này. Từ đây nhá. Qua đây, cho bác xem. Đó. Đây, đây này. Dài chưa? Đây, ra đây này. Đây. Ôi, nó nhìn đi. Tích chứ. Đó. Em sẽ lôi cái xác cho bác xem. Cho bác kỹ này. Cái xác phát hiện cái xác rắn khổng lồ đấy. Đây này. Đây em ăn sẽ lôi bác ra. Ôi, ấy cho bác xem. Một cái xác rắn khổng lồ luôn này. To cho nhìn các bác nhìn. Em vừa mới nắm này. Đã. Đã chưa? Chất lượng chưa các bác? Đã không này? Siêu to luôn này các bác. Ở các bác nhìn đi. Khủng bố luôn.